chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor. Thì hôm nay Khoa xin dẫn cho các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham quan một căn hộ thực tế tại dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Chúng ta hiện đang có mặt ở bên trong tòa nhà ở Spa 05, thì đứng trước căn hộ một phòng ngủ cộng 47m². Đây là căn hộ thực tế và chủ nhân đã làm cái căn này, làm nội thất hoàn thiện hết y như nhà mẫu. Và cái căn này hiện đang được để cho các anh chị có thể xem cái hình dung ra chúng ta có thể làm nội thất như thế nào, tại vì bên Khoa cũng đang nhận làm nội thất y như vậy. Và đây là cái căn hộ thực tế mà bên Khoa đang nhận làm nha các anh chị. Đây là cái hành lang, và chúng ta vào bên trong căn hộ. Thì vừa vào bên trong căn hộ á, bên tay phải là chúng ta là bếp. Đây là cái bộ bếp sẽ hoàn thiện hết như thế này. À, các anh chị thấy nha, rất là đẹp nha các anh chị. Khoa đi xa ra một tí để nhìn thấy toàn view. Đây bộ bếp. Và chủ nhà làm căn hộ này để ở, vừa để ở vừa làm cái showroom mà để cho các anh chị có thể thấy thực tế luôn. Đây cái màu khá là nhu, phông màu trắng nhìn sang trọng. Đây là bếp, máy hút. Đây các anh chị thấy nè, từ xuống đây rồi cái lavabo. Nhìn đây, ban đêm mà mở đèn hết rất là lung linh nè các anh chị. Ở đây là nhà vệ sinh. Các trang thiết bị này được chủ đầu tư Vingroup bàn giao, tất cả các thiết bị đều từ Toto. Đây, xin chào các anh chị, đây là bên trong nội thất của mình, nhà vệ sinh, kính. Thì chủ đầu tư khi mà bàn giao là sẽ không có bàn giao kính của phòng tắm đứng nha. Đây là cái phòng tắm đứng, mình sẽ làm kính thêm. Và bàn giao cũng không có cái kệ này, chỉ có lavabo, bàn vệ sinh. Rồi bây giờ chúng ta nhìn sơ qua, nhà chủ nhà sẽ làm cái để bên đây là tủ lạnh. Và chúng ta bằng làm cái nội thất, khi mà bên đây chúng ta làm kính này các anh chị, là chúng ta sẽ thấy được cái nhà của chúng ta rất là rộng, không chỉ phải là 47m² nữa mà cảm giác là khá là rộng cái ngôi nhà của mình. Kính này được cắt ráp từng kiến từng cái ở đây, đó là một kính phòng khách. Và bên trái là một phòng ngủ cộng, đây là cái phần cộng thêm nè các anh chị. Đây là một phòng ngủ của chúng ta, và đây là một cái phòng ngủ cộng. Thì chúng ta có thể bố trí, có thể là làm thêm một cái giường để cho con trẻ của chúng ta ở đây, hoặc là cái phòng làm việc. Nếu mà cặp vợ chồng vừa mới cưới thì chúng ta có thể làm cái phòng làm việc ở đây, và cái phòng ngủ của chúng ta tách biệt ra. Đây là khi mà các anh chị lên tham quan coi nhà thực tế này thì sẽ có đội ngũ tư vấn về nội thất cho các anh chị luôn. Đây là những cái thiết bị nè, đội gỗ, gạch, những thiết bị gạch, gạch bếp. Đây chúng ta làm một cái giường ở đây, và bên đây sẽ tận dụng cái không gian đây để chứa đồ, tủ, tất cả đồ đạc chúng ta sẽ dẹp một bên ở bên này khi mà không cần dùng tới. Và bây giờ chúng ta vào bên trong cái phòng ngủ. Đây là phòng ngủ. Và căn hộ này là tầng trung, như các anh chị tầng trung thì chúng ta sẽ thấy được cái view nội khu rất là cận cảnh và khá là đẹp. Đây là bên trong của phân khu 3. Chúng ta đang có mặt ở tòa S305, nhìn qua bên kia là S303. Không gian nội khu, sân tập thể dục thể thao ở đây, 4 bàn cầu lông,
thì cư dân bây giờ hiện đang về khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy được phòng ngủ, giường, bàn trang điểm, tủ. Cái kính không, đây là nếu mà các anh chị làm một cái tường luôn thì nó nhìn nó rất là đơn điệu và sẽ thấy cái căn nhà của chúng ta rất là chật, và khi là làm kính sẽ phản chiếu những cái đồ dùng, chúng ta nhìn thấy cảm giác là rộng hơn khá là nhiều so với 47 m². Còn bây giờ chúng ta ra phía ban công, ban công trồng cây. Và cái chỗ này là sẽ bố trí là máy giặt nha các anh chị, chúng ta sẽ để máy giặt ở đây. Và cái căn một phòng ngủ cộng thì chúng ta sẽ không có lô gia, chúng ta sẽ xài ban công chung với lô gia luôn. Đây là tờ ban công nhìn vô phía nhà của chúng ta, anh chị thấy rất là đẹp nha, tuyệt vời với ngôi nhà mẫu và ngôi nhà để ở luôn. Thì hiện bây giờ chúng ta đã nghe được những cái tiếng mà xây dựng. Đây là phân khu Origami đang xây dựng 1, 2, 3, 4, đã lên tới tầng 4 rồi nha các anh chị, rất là nhanh nha. Thì Khoa đang có những cái căn bên Origami và mở bán liên tục, đã có giỏ hàng, rổ hàng từng căn và chuẩn bị mở bán S10 và S6. Các anh chị nào đang quan tâm về căn hộ của khu vực Vinhome Grand Park quận 9 này thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Các anh chị hãy nhanh tay, và nhà phố thì chỉ còn một vài căn thôi các anh chị, không còn nhiều đâu, nhà phố Manhattan và Manhattan Glory. Và ngoài ra Khoa đang nhận làm nội thất cho các căn hộ của bên dự án Vinhome Grand Park quận 9 này, là hiện bên Khoa đã nhận được làm tầm khoảng hơn 20 căn ở trong cái phân khu của The Rainbow rồi nha các anh chị. Đó, khi mà chúng ta đóng cửa là chúng ta sẽ không nghe được bất kỳ âm thanh nào của phía ngoài ồn ào nữa. Cửa cách âm này là khá là ổn và khá là tốt. Các anh chị nào có nhu cầu làm nội thất, có nhu cầu tư vấn hoặc là đi xem thực tế ngôi nhà như thế này và một vài cái căn hộ mà bên Khoa đang nhận làm, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655, sẽ có đội ngũ tới tận nơi để tư vấn cho các anh chị thực tế luôn. Ngoài ra cũng đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng ở phân khu The Rainbow và mở bán tiếp tục phân khu The Origami, Masterize Center Home cùng với nhà phố Manhattan, Manhattan Glory. Nếu các anh chị cảm thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, xin hãy subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Khoa thường xuyên cập nhật tiến độ thi công các dự án bằng flycam cận cảnh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.